Hello, xin chào cả nhà. Đây là những chiếc máy Veto Signature S chính hãng đời 2017. Giá dao động từ 28 đến 30 triệu thôi nha cả nhà. Chính hãng. Đây là chiếc Claude Paris 30 triệu. Này, chiếc Gun 24K là 30 triệu. Đấy, Gun hồng và lắc điểm vàng. DLC Black. Đây là chiếc bản thép. Thép này cũng thép luôn. Này là thép lưng da. Bản này là bản chạy nhất nè. Bản này 28 triệu nha cả nhà. Bản thép lưng da. Này bản thép lưng gốm. Bản này 30 triệu. Giá chỉ dao động từ 28 đến 30 triệu thôi. Anh em quan tâm mẫu nào thì cứ báo cho em nha. Em ship hàng toàn quốc. Anh em ở khu vực gần ở Sài Gòn thì em giao liền trong ngày luôn. Đây. Đây là chiếc DLC Black, chiếc này 30 triệu nha cả nhà. Đằng sau nó là gốm ceramic. Chiếc này là black điểm vàng, đằng sau nó là lưng da. Nói chung lưng da là 30, lưng da là 28 triệu, còn lưng gốm là 30 triệu. Cái này là bản thép nè, lưng da nè. Bản này 28 triệu. Này là bản Claude Paris bản thép. Bản này 30 triệu. Tất cả là máy zin chính hãng nha cả nhà, đã thay vỏ mới. Này máy chuẩn man zin, màng zin, bo phím zin, các nguồn zin, đời cao nó 2017, bên hông là nút tung đài, nó là concierge. Đây là thông số về máy Veto Signature. Cái này đời 2017. Vision đó là 5.1.1. Máy này bo phím zin nên là bấm phím là cực kỳ nhẹ nhàng luôn ha. Bấm nhẹ rất là nhẹ nhàng luôn. Bấm cực nhẹ. Nó chuẩn men zin, màng zin, bo phím zin, các nguồn zin. Còn vỏ nó là vỏ chế tác nha cả nhà. Nên chỉ kênh chiếc này chỉ là 30 triệu thôi. Là lưng gốm. Nếu mà chiếc này mà vỏ nó vỏ zin luôn á là nằm giá có 200 triệu. Mới tin phải 200 triệu. Chiếc này là máy zin nhưng mà vỏ chế tác là chỉ 30 triệu thôi. Dành cho anh em đam mê Veto mà kinh tế nó còn eo hẹp. Muốn dùng một chiếc Veto chính hãng xịn sò. Nhưng mà kinh tế nó yếu quá, chỉ vài chục triệu thôi. Thì anh em đang dùng những chiếc máy này. Đấy. Vẫn là chuẩn ruột zin chính hãng, men zin, màng hình zin, bao phím zin, các nguồn zin. Đấy. Bên trong là ruột zin hết. Đó, bên ngoài là vỏ, này là vỏ chế tác. Nhưng mà các bé có vỏ bản và bản thép như thế này là bao anh em dùng như hãng thôi. Anh em dùng trọn đời không bao giờ xuống màu nữa. Những nút phím bấm này là tất cả là bằng thép hết nha cả nhà, bằng thép hết. Đó, là anh em bấm mãi không bao giờ hỏng nha. Khung sườn nó bằng thép luôn nè. Đằng sau lưng lưng da là bằng gốm ceramic luôn. Là bao anh em dùng luôn. Bản này cũng vậy. Bản này là đằng sau nó là lưng nó bằng da. Đó. Đây là vỏ thép. Này là Black DLC. Cái này là thép. Thép đèn bóng. Đó, chiếc này là black điểm vàng. Đó, chiếc này chiếc màu đen nhưng mà điểm vàng. Đấy. Chiếc này là 28 triệu nha cả nhà. Cái này là được gọi là vàng hồng đây. Đấy. Chiếc này 30 triệu. Chiếc này là vàng 24K. Chiếc này vẫn 30 triệu luôn nha cả nhà. Chiếc này là Claude Paris bản thép. Này 30 triệu nha cả nhà. Đó, anh em có quan tâm mẫu nào thì cứ báo em.
Đây là những chiếc máy 2017 đời cao nhất của Veto. Đây là tất cả là những ngày xưa Veto nó làm ra thì nó sẽ làm dư một ít men màng cáp nguồn bo phím để dư ra để là làm bảo hành cho những cái máy chính hãng sau này lỗi á, nhưng mà nó làm dư ra, nhưng mà vậy nó dư hàng tồn kho nên là em thanh lý được, em về em chế tác lên một cái vỏ cao cấp, vỏ này vỏ em đặt là chuẩn đẹp luôn, như zin xuất sắc hết. Đó, bên trong là zin hết nha cả nhà, zin mà tất cả đều qua sử dụng hết, men này màng này mới tinh luôn, bo phím mới tinh, cấp nguồn mới tinh, màn hình mới tinh, nói chung men mới tinh, tất cả đều chưa qua sử dụng hết. Em chế tác lên cái vỏ, vỏ này vỏ chế tác chắc à, thay vỏ cao cấp chế tác này là chuẩn đẹp xuất sắc. Nói chung là máy này là chưa qua sử dụng này anh em yên tâm rồi. Còn những đời mà 2015, 2016 tất cả là những máy đó là đâu qua sử dụng hết rồi, chỉ 2017 á, là bước máy chưa qua sử dụng thôi. Đây là phiên bản bán chạy nhất trên thị trường này, bản này là 28 triệu này, bản thiếp lưng da này đó. Mấy cái bản này là bao anh em dùng trọn đời luôn, là không bao giờ xuống màu luôn, tại vì nó là bản thiếp rồi thì không bao giờ xuống màu nữa. Những phím bấm này là bằng thiếp hết, là bao anh em dùng bấm luôn, bao bấm luôn, bấm rất là cực nhẹ nhàng luôn, bấm rất là nhẹ nhàng luôn ha, tại vì phím này là phím dưới là phím zin rồi nên là bao anh em bấm rất là ok luôn đó. Bấm rất là nhẹ nhàng luôn, bấm lên xuống qua lại bấm phím số rất là nhẹ nhàng luôn. Bản này đang bán chạy nhất ở thị trường này, bản này là 28 triệu full hộp, tất cả đều bảo hành 12 tháng hết. Rồi anh em nào quan tâm có mẫu nào thì cứ báo em nha. Đó, đây là hai bản này bản thép chạy nhất thị trường. Còn những anh em nào thích sự đẹp thì chơi những mẫu này, anh em thích màu đen thì chơi Black Delacy, thích điểm vàng thì chơi em này, đây em vàng vàng, đây vàng hồng, đây là color blue, color the berry này. Máy màn hình zin sáng rất đẹp luôn cả nhà ha. Đây là zin, là zin hãng nha, zin chính hãng, men zin, màn zin, bao phím zin, cáp nguồn zin, zin cái này là zin hãng và tất cả đều qua chưa sử dụng hết, mới tinh, hàng tồn kho. Còn vỏ này là vỏ chế tác cao cấp nha cả nhà. Chiếc này là 30 triệu nè, full hộp, bảo hành 12 tháng. Anh em ở Sài Gòn thì em giao liền trong ngày luôn, khu vực Sài Gòn gần thì em có người giao luôn. Còn anh em ở tỉnh thì mình gửi hàng từ 1 đến 3 hôm tùy nơi, tất cả đều trùng email hết cả nhà ha, email trùng hết, full hộp, email trùng nha, email trong máy và ngoài máy thì đều trùng hết. Nếu mà chiếc này á, là vỏ zin nó là phải nằm giá mới tinh, phải nằm giá là 200 triệu nếu vỏ zin, còn vỏ này là vỏ chế tác nha cả nhà. Nhưng mà vỏ này chế tác vỏ rất là chuẩn luôn, bao niêm dùng trọn đời không bao giờ xuống màu hay là bong chóc gì hết á nha. Này là bản chất nó là thép rồi nha cả nhà, đó thép rồi là bao niêm dùng luôn, dành cho anh em đam mê những chiếc Veto mà kinh tế nó còn eo hẹp, đó chiếc này mang cầm ra đường là dùng rất là đẳng cấp luôn ha. Này đời 2017 đời cao nhất của Veto luôn. Wi-Fi 3G đầy đủ hết, chiếc này là có Wi-Fi nha, có 3G đầy đủ hết luôn, hàng quốc tế nha cả nhà, 3G quốc tế là bao anh em dùng luôn, phím bấm rất là nhạy luôn, phím zin bấm rất là nhạy luôn, xứng đáng cho anh em chỉ vài chục triệu thôi, xứng đáng cho anh em dùng Veto. Giá quá tốt, hàng này là hàng em gom được hàng tồn kho, chỉ được ít máy thôi, em gom được ít máy, được ít thôi. Anh em nào quan tâm thì cứ báo em nha. Này số điện thoại của em nè, 0936177777. Đấy, anh em nào quan tâm thì cứ gọi cho em ha, em ship hàng nhanh toàn quốc hết. Anh em ở Sài Gòn thì em giao liền luôn, còn anh em ở tỉnh thì nếu mà nhập hàng thì một là thanh toán đủ ha,
hay là thanh toán cọc cho em mới gửi hàng đấy. Hình thức giao dịch cũng rất đơn giản thôi, hàng đến nhà anh em kiểm tra chuẩn hàng thì giao hàng cho người giao, tại vì cái này mấy chục triệu thôi nên là em sẽ ship đi chứ không không có đi giao dịch được. Những cái máy nào mà mắc tiền trên 100, 200 thì kia em mới đi giao dịch được, còn những máy rẻ này em sẽ nhờ người đi giao dịch hộ giúp, là gửi đến nhà cho anh em luôn. Và anh em ở Sài Gòn thì em có chuyến thì em sẽ mang theo đây số điện thoại của em ha, 0936 177 777. Này là bản lưng gốm keramic, này là bản lưng da, máy chuẩn đẹp sạch sẽ hết nha cả nhà, mới tinh hết. Tất cả đều qua kiểm định kỹ càng rồi, anh em chỉ về việc là gắn sim là vào dùng thôi. Rồi anh em quan tâm tới cái máy nào thì cứ báo em nha. Rồi, cảm ơn em đã xem cái video này, em xin dừng video tại đây, hẹn gặp anh em lại những video gần đây nhất. Ok, xin chào.